Ngày 28 tháng 9, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản làm việc với một nhóm người tạo tin nhắn giả để đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an xã Bình Hưng nhận được tin báo tại điểm tiêm vaccine ở trường tiểu học Bình Hưng có một số người trình tin nhắn trên điện thoại di động rằng mình được mời tiêm vaccine. Qua kiểm tra, nhân viên y tế phát hiện nội dung tin nhắn có biểu hiện khả nghi nên báo công an. Công an xã Bình Hưng đã có mặt làm việc với 11 người có liên quan. Làm việc với công an, nhóm người trên thừa nhận do nôn nóng muốn sớm được tiêm vaccine để được đi làm nên tạo tin nhắn giả để được tiêm chứ không có động cơ nào khác. Sau khi làm việc, 11 người có liên quan cam kết không tái phạm.